thời thạc sĩ Thanh có bài trình bày cập nhật các kiến thức về chẩn đoán cũng như điều trị ung thư tuyến giáp cho các quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu xin mời bác sĩ Thanh ạ vâng kính thưa tiến sĩ Phan Thu Phương kính thưa các thầy cô đang có mặt tại hội trường cũng như các quý đồng nghiệp đang theo dõi qua các đầu cầu thì ngày hôm nay tôi cũng xin phép được chia sẻ về một cái bệnh lý mà nó có phối có sự phối hợp của rất là nhiều chuyên khoa không chỉ của chuyên khoa nội tiết mà của cả ngoại khoa cũng như là bên ung biếu đó là về ung thư tuyến giáp biệt hóa. À, ngày hôm nay thì tôi sẽ xin trình bày một cách tổng quan nhất về phân loại tiên em và điều trị. Thực ra để mà nói được về những cái này thì nó sẽ phải mất vài buổi nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ đưa những cái tổng quan nhất thôi ạ để chúng ta cùng theo dõi. Vâng như các quý vị đã biết thì về phân loại ung thư tuyến giáp thì chúng ta có rất là nhiều thể phụ thuộc vào mô bệnh học và các cái thể khác nhau này thì có tiên lượng cũng như là cái cách thức điều trị rất là khác nhau trong đó phổ biến nhất là ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bao gồm thể nhú thể nang hay là tế bào hớt và thể kém biệt hóa thể tủy và cũng như là lymphoma hoặc sắc côm. thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ tập trung vào cái ung thư tuyến giáp mà thể biệt hóa là cái thể mà chúng ta thường gặp nhất trên lâm sàng về phân loại tiên em thì chúng tôi áp dụng theo của hiệp hội ung thư hoa kỳ thì có phân loại tiên em năm 2010 là có phân loại uh, của AGCC lần thứ bảy và gần nhất hiện nay là năm 2017 thì AGCC cũng đã ra một cái phân loại mới phân loại lần thứ 8 với một số cái cải tiến và bổ sung khác với cái phân loại lần thứ bảy thì sau đây tôi sẽ xin đi chi tiết vào cái AGCC lần thứ 8 thì uh, đầu tiên là về uh, T thì uh, cũng như các cái ung thư khác T0 đó là không bằng chứng nguyên phát còn T1 đó là khối u Uh, nhỏ hơn bằng 2 cm và vẫn giới hạn ở trong tuyến giáp. Về T2 là u kích thước từ 2 đến 4 cm và cũng vẫn nằm trong tuyến giáp. Về giai đoạn T3 thì ở cái phân loại uh, AJCC 8 có cái sự khác biệt đó là người ta đã chia thành cái giai đoạn T3A và T3B. Thì với T3A đó là u trên 4 cm nhưng vẫn nằm trong tuyến giáp, còn T3B là u đã xâm lấn đại thể nhưng mà xâm lấn gần ngoài tuyến đó là về xâm lấn vào cơ ức giáp, cơ vai móng hoặc là cơ ức trong và từ giai đoạn 4 trở đi là khối u đã xâm lấn uh, ra ngoài tuyến giáp và xâm lấn xa hơn. Giai đoạn 4A đó là phần mềm dưới da thanh quản, khí quản, còn 4B là đã xâm lấn ra đốt sống hoặc mạc trước sống. Về uh, hạch thì uh, cũng như các cái ung thư khác thì uh, N0 đó là chúng ta không có di căn hạch và N1 là đã có di căn. Uh, và N đời thì chúng ta cũng chia AJCC cũng chia thành giai đoạn 1A và 1B. Ở cái ADC lần thứ 8 thì người ta cũng thay đổi một chút Đó là giai đoạn 1A thì người ta cũng đã đưa cái nhóm hạch số 7 Như các anh chị thấy tức là những cái hạch mà gần là nhóm hạch 6, hạch của 6, hạch của 7 Thì người ta đều đưa vào là cái giai đoạn di căn mới là 1A Khác với cái ADC 7 là người ta đưa cái nhóm hạch 7 là đã là 1B rồi Nhưng mà ADC 8 thì người ta tính đây vẫn chỉ là giai đoạn 1A thôi À, còn về di căn xa thì m0 là không có di căn xa và m1 là đã có di căn xa. Một cái nữa đó là phân loại giai đoạn theo ADC 8 thì có một cái sự khác biệt với cái AJCC 7 đó là cái ngưỡng cái ngưỡng tuổi ở ADC 7 thì người ta đưa ra cái ngưỡng tuổi là 45 để người ta phân chia giai đoạn. Nhưng mà ở ADC 8 thì người ta đưa cái ngưỡng tuổi cao hơn, đó là ngưỡng tuổi 55. Thì đây là một cái cải tiến và cho thấy là cái uh, Tức là cái quan điểm người ta đã thay đổi là cái ung thư tuyến giác thể biệt hóa Thì là người ta coi nó nhẹ hơn, xu hướng là người ta coi nó nhẹ hơn, tư lượng tốt hơn Nên là người ta đã nâng cái ngưỡng uh, tuổi từ 45 lên là 55 Và nếu mà ở giai đoạn 1 là tất cả bệnh nhân mà có uh, dưới 55 mà chưa có di can xa Thì đều được tính giai đoạn 1 uh, Còn nếu mà bệnh nhân đã có di can xa thì tính giai đoạn 2 còn với tuổi năm năm thì người ta có chia ra chi tiết hơn những cái này khi chúng ta thực hành lâm sàng chúng ta đều phải uh, xem bảng chứ chúng ta uh, hiện nay cũng không yêu cầu được chúng ta phải nhớ được hết những cái này <laughs> uh, về phần điều trị thì điều trị ung thư tuyến giáp thể nhú chính là sự phối hợp của rất là nhiều chuyên khoa đầu tiên là thông thường chúng ta sẽ phải phẫu thuật để lấy u nguyên phát có thể kèm theo nạo vắt hạch hoặc là không và sau đó thì cũng tùy bệnh nhân chúng ta có thể sẽ điều trị phóng xạ hoặc là không tùy vào từng bệnh nhân và cuối cùng là các bệnh nhân chúng ta sẽ phải sử dụng hormone thay thế để ức chế TSH. À, thì gần đây thì chúng ta đều biết là cái có một cái kỹ thuật à, mới thì cũng không phải là mới ở trên thế giới đã, đã sử dụng rất là lâu rồi nhưng những năm gần đây thì ở Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu phát triển đó là cái kỹ thuật đốt sóng cao tần. thì hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta mới đang áp dụng cái kỹ thuật đốt sóng cao tần này là cho những cái nhân tuyến giáp À, thông thường là những cái nhân lớn từ 3 cm trở lên nhân lành tính và à, không mà nhân gây triệu chứng cho người bệnh thì chúng ta mới có chỉ định. À, tuy nhiên hiện nay trên thế giới à, ở một số nước như là Hàn Quốc thì về cái can thiệp chẩn đoán hình ảnh người ta rất là phát triển. Thì hiện nay với người ta cũng đã đưa cái đốt sóng cao tần này vào để điều trị ung thư tuyến giáp việt hóa thể nhú. Thì hiện tại với cái phương pháp đốt sóng cao tần này thì người ta vẫn chỉ mới dừng lại là chỉ định cho những cái vi ung thư tức là những khối u ở dưới 1cm và hoàn toàn khô trú ở trong tuyến giáp. Và điều kiện để có thể thực hiện đốt sóng cao tần đó là khối u này phải cắt những cái thành phần. Uh, liên quan xung quanh như là cách uh, động mạch cảnh, cách khí quản, cách do thần kinh còn ngược ít nhất là 2 mm thì người ta sẽ có thể thực hiện cái phương pháp đốt sóng cao tần mà bệnh nhân có thể không cần phẫu thuật. thì đây là một cái rất là mới và hiện nay thì Việt Nam của chúng ta thì vẫn chưa áp dụng nhưng mà trên thế giới người ta cũng đã thực hiện và cũng được một số lượng bệnh nhân cũng tương đối. Uh, đầu tiên là về phẫu thuật thì như tôi đã trình bày là hiện nay người ta chúng ta xu hướng là người ta uh, Thôi cái ung thư tuyến giáp biệt hóa thể nhú này Nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Do đó những cái quan điểm về phẫu thuật Cũng rất là thay đổi Nhưng anh chị biết là ngày xưa là gần như là ung thư Người ta sẽ cắt hết toàn bộ tuyến giáp Tuy nhiên hiện nay thì Theo cái khuyến cáo mới nhất là của Hội tuyến giáp Hoa Kỳ AT2015 Thì với những cái khối U mà dưới 1cm Thì chúng ta sẽ chỉ cắt thủy tuyến giáp thôi Tức là cắt thủy Chứ là chúng ta sẽ cắt thủy và kèm cả eo à, Hoặc Người ta còn khuyến cáo là chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi Nếu như chúng ta có điều kiện Thì về cái theo dõi này Ở Nhật Bản người ta cũng đã áp dụng Hiện nay thì Nhật Bản ta cũng đã áp dụng rất là nhiều Nhưng Việt Nam thì chắc là các bác sĩ thì cũng chưa dám áp dụng Ở Nhật Bản thì người ta đã nghiên cứu thấy là Trên một cái cỡ mẫu cũng tương đối lớn 1.235 bệnh nhân Mà có vi ung thư tuyến giáp biệt hóa thể nhú Và chưa có di căn gì hết Của U dưới 1cm Người ta tiến hành theo dõi Trung bình là 10 năm Thì thấy là cái tỷ lệ mà u tiến triển tăng kích thước chỉ có là 8% và trong số đó thì chỉ có là 3,8% là di căn hạch tức là một cái tỷ lệ rất là nhỏ và người ta thấy là những cái bệnh nhân này hoàn toàn đã để đến u phát triển kích thước lớn hơn trên một cm người ta lúc đó ta mới điều trị thì cái tiên lượng cái tỷ lệ sống còn cũng không hề khác biệt gì so với cái nhóm mà được người ta điều trị ngay từ đầu tuy nhiên cái theo dõi này thì thực sự là ở việt nam chúng ta thì Tức là cũng rất là rẻ và cũng rất là ít bác sĩ mà dám áp dụng. Trừ khi là chúng ta phải tư vấn thật là kỹ càng với bệnh nhân. Thứ hai là với những cái u mà kích thước từ 1 đến 4 cm thì người ta sẽ thực hiện là cắt thùy hoặc là cắt tuyến giáp toàn bộ. Còn với những cái u mà kích thước trên 4 cm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cắt tuyến giáp toàn bộ. À, vậy thì với cái u mà 1 đến 4 cm thì chúng ta nên cắt tuyến giáp toàn bộ khi nào? Nếu như mà những cái bệnh nhân đấy mà có thể mà sẽ có chúng ta tiên lượng là sẽ có chỉ định mà phải điều trị phong xạ thì chúng ta sẽ nên cắt tuyến giáp toàn bộ hoặc là chúng ta khi mổ răng ra thấy xâm lấn đại thể hoặc là đa ổ di căn hạch hoặc là di căn xa hoặc là kết quả mô bệnh học bất lợi thì chúng ta cũng nên cắt tuyến giáp toàn bộ. Và một cái vấn đề nữa mà các nhà ngoại khoa cũng rất là đang tranh cãi đó là đó là có nạo vết hạch dự phòng hay không thì hiện tại quan điểm cũng như khuyến cáo của thế giới là chúng ta sẽ không nạo hạch phòng ngừa chúng ta chỉ nạo khi mà chúng ta có bằng chứng là cái hạch đó có di căn hạch và đã nạo vết hạch là chúng ta sẽ phải nạo theo vùng à, toàn bộ cái vùng hạch đấy chứ không phải là ví dụ như là chỉ có một hạch di căn thì tôi chỉ lấy một hạch đấy thôi à, và một điều nữa là cái hạch cổ thì hiện tại người ta thấy là nó không liên quan đến tử vong mà nó chỉ làm tăng nguy cơ tái phát nếu như bệnh nhân đó cái hạt di căn nó kích thước là trên 3cm hoặc là bệnh nhân có trên 5 hạt di căn thì cái nguy cơ tái phát sẽ cao hơn. Về những cái biến chứng của phẫu thuật thì như các anh chị đều biết đó là cũng là biến chứng chung của một cái cuộc mổ tuyến giáp thôi. Là bệnh nhân có thể liệt thần kinh quạt ngược, có thể suy cận giáp, biến chứng sớm là chảy máu hoặc là nhiễm trùng. Thì cái những cái biến chứng này thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào uh, kích thước rồi là cái độ xâm lấn của khối u cũng như là trình độ và kỹ thuật của kỹ thuật viên vâng vậy thì sau khi phẫu thuật thì uh, chúng ta sẽ sẽ đến một cái bước tiếp theo một cái bước điều trị tiếp theo đó là điều trị phóng xạ uh, tuy nhiên không phải tất cả các bệnh nhân của chúng ta cứ ung thư tuyến giáp là mổ xong là sẽ phải đi điều trị phóng xạ mà cái này là chúng ta sẽ phải có chỉ định chúng ta sẽ phải phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân và để có chỉ định đúng đắn. Vậy thì cái mục tiêu của chúng ta điều trị phóng xạ để làm gì? Đó là có hai mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta sẽ diệt những cái mô giáp mà vi thể còn lại mà chúng ta không không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó có thể là những mô giáp bình thường hoặc là những cái ổ di căn vi thể. Và cái việc mà điều trị phóng xạ này thì nó cũng sẽ làm tăng cái độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm TG cũng như ngang TTG khi chúng ta theo dõi. Và một cái mục đích nữa của điều trị phóng xạ đó là chúng ta sẽ diệt những cái mô giác còn lại trên đại thể hoặc là đã di căn. Và mục tiêu cuối cùng đó là chúng ta giảm cái tỷ lệ tái phát tại chỗ và di căn tăng cái sống còn cho bệnh nhân. Vậy thì để để mà chỉ định được cái phóng xạ này thì chúng ta sẽ phải đánh giá cái nguy cơ cho bệnh nhân. Và trước một bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì chúng ta sẽ phải thực hiện đánh giá nguy cơ. Nhưng mà cái việc đánh giá nguy cơ này chúng ta sẽ phải thực hiện thường xuyên liên tục và chúng tôi gọi là cái đánh giá nguy cơ động. Uh, chứ không phải chúng ta chỉ đánh giá nguy cơ một lần bệnh như là xong đó là trước khi mà bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thì chúng ta đã phải đánh giá nguy cơ có thể ví dụ một số cái khối u chúng ta thấy là trên hình ảnh siêu âm thì nó nhỏ danh giới nó cũng có vẻ gọn gàng nhưng mà chúng ta có thể tiên lượng tốt chúng ta đánh giá nguy cơ là thấp tuy nhiên khi mà đến lúc bác sĩ phẫu thuật uh, chúng ta lại thấy là cái khối u nó đã phá vỡ vỏ bao nó đã xâm lấn chẳng hạn thì lúc đó chúng ta lại phải đánh giá lại thì cái nguy cơ của nó sẽ lại khác và cũng như sau xạ hình thì chúng ta thấy là nếu như vẫn còn khối u thì lúc đó mổ chúng ta cứ tưởng là mình đã lấy được hết u rồi nhưng mà sau xạ hình thì người ta thấy vẫn có lên hình thì lúc đó cũng lại là một cái nguy cơ khác do đó cái đánh giá nguy cơ này chúng ta phải thực hiện thường xuyên cho bệnh nhân và cái đánh giá nguy cơ của mỗi bệnh nhân cũng sẽ thay đổi chứ không phải là chúng ta chỉ đánh giá một lần là được à, vậy thì theo cái hiệp hội tuyến giáp hoa kỳ thì người ta cũng sẽ phân ra ba cái tầng nguy cơ đó là bệnh nhân có nguy cơ thấp nguy cơ trung bình hay là nguy cơ cao thì người ta cũng chia ra rất là cụ thể đó là uh, cái nguy cơ mà ngay sau cuộc mổ cái này thì hoàn toàn phụ thuộc vào uh, bác sĩ phẫu thuật và người ta sẽ đánh giá và sẽ phải mô tả rất là kỹ cho chúng ta để đánh giá được cái nguy cơ tái phát và di căn bệnh nhân ngay sau cuộc mổ người ta cũng chia ra làm ba cái nguy cơ uh, thấp trung bình hay là cao và một cái nữa đó là sau khi đánh giá được nguy cơ đấy chúng ta lại phải tiếp tục phân tầng cái nguy cơ tiếp theo đó là cái nguy cơ tái phát thì người ta cũng chia thành nguy cơ thấp đó là cái ung thư tuyến giáp thể nhú và phải bao gồm tất cả các cái đặc điểm sau đó là chưa có di căn xa chúng ta đã được toàn bộ khối u trên đại thể u không có xâm lấn mô ở chút xung quanh mà cũng không có những bất lợi về mô bệnh học và cũng chưa di căn hoặc là ít hơn 5 hạch di căn và cái hạch nó mới chỉ là vi di căn tức là đường kính của hạch là dưới 2 mm thứ hai đó là những cái ung thư tuyến giáp thể nang mà nằm trọn vẹn trong tuyến giáp xâm lấn mạch máu chỉ dưới bốn ổ hoặc là những cái ung thư tuyến giáp dạng nhú vi thể trong tuyến giáp thì người ta cũng được xếp vào cái phân tầng nguy cơ tái phát là nguy cơ thấp. À, còn về cái nguy cơ trung bình nếu như chỉ cần bệnh nhân có một trong các cái điều tiêu chuẩn sau thì chúng ta sẽ xếp vào nguy cơ trung bình. Đó là nếu như bệnh nhân đã có vi xâm nhập vào phần mềm quanh tuyến giáp hoặc là bệnh nhân có ổ di căn trong cái lần xạ hình đầu tiên, bệnh nhân đã có uh, di căn hạch trên lâm sàng hoặc là trên năm hạch di căn hoặc là những bệnh nhân mà chúng ta có thể làm được cái đột biến gen ấy, chúng ta ở một số bệnh viện thì hiện nay có thể đánh giá được cái đột biến gen, đó là cái gen BRAF V600E. Nếu như mà bệnh nhân mà có cái đột biến này thì cũng sẽ là tiên lượng không tốt. Cái gen BRAF này nó là nằm trên cái nhiễm sắc thể số 7 và nó không chỉ có ở trong ung thư tuyến giáp mà nó còn có thể với những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư trực tràng, ung thư hắc tố chúng ta cũng có thể gặp cái đột biến gen này và nếu như là bệnh nhân mà có cái đột biến gen BRFV 600 e này thì tiên lượng sẽ xấu hơn bởi vì là những bệnh nhân mang cái đột biến này nó sẽ nguy cơ tái phát di căn xa nhiều hơn và bệnh nhân điều trị ốt phóng xạ như bệnh nhân này cũng sẽ khó khăn hơn bởi vì cái gen này nó sẽ làm uh, bất hoạt cái bơm mà tri ốt ở trên bề mặt của tế bào nó sẽ làm cho giảm cái khả năng uh, bắt yếu của cái tế bào ung thư nên là chúng ta khi mà điều trị những bệnh nhân này với phóng xạ thì chúng ta cũng cần phải điều trị một cái liều ốt phóng xạ cao hơn. thì hiện nay để mà xác định cái gen này thì chúng ta sẽ phải sử dụng tức là cái mô ví dụ như khối u sau khi chúng ta mổ chúng ta sẽ phải gửi đi làm gen và cái hiện nay thì bệnh viện đánh Mai của chúng tôi thì cũng hoàn toàn có thể đã thực hiện được cái gen này và thứ ba là cái phân tầng nguy cơ tái phát nếu mà nguy cơ cao khi mà chúng ta không lấy được toàn bộ khối u hoặc là bệnh nhân đã có di căn xa hoặc là có cái tg cao sau mổ hoặc là những cái ung thư tuyến giáp thể nang mà chúng ta thấy xâm lật mạch rất là rộng trên bốn ổ thì chúng ta cũng sẽ đánh giá nguy cơ cao Thì chúng ta đánh giá cái phân tầng nguy cơ này để làm gì thì cái ý nghĩa của việc đánh giá nó rất rất là quan trọng đối với nhân ung thư tuyến giáp thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá được cái nguy cơ tái phát cho bệnh nhân về mặt cấu trúc và một cái điều thứ hai rất là quan trọng dựa trên đánh giá nguy cơ này thì chúng ta cũng sẽ chỉ định cái điều trị phóng xạ và chúng ta cũng sẽ đặt ra một cái mục tiêu TH phù hợp cho bệnh nhân khi điều trị ức chế à, vậy thì điều trị à, vâng xin lỗi quý đồng nghiệp một chút về cái sự cố kỹ thuật thì tôi xin được phép trình bày tiếp đó là vậy thì chúng ta sẽ chỉ định điều trị ức phóng xạ khi nào đó là với những bệnh nhân mà chúng ta có nguy cơ cao hoặc là nguy cơ trung bình thì chúng ta sẽ chỉ định điều trị phóng xạ và với những bệnh nhân có bằng có nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ cân nhắc điều trị với những bệnh nhân mà có khối u kích thước trên 4 cm hoặc là u kích thước từ 1 đến 4 cm nhưng mà kèm các nguy cơ khác như là di căn hạch hay là tuổi cao và cái chống chỉ định của điều trị phóng xạ thì nó cũng là cái chống chỉ định chung như các anh chị đã biết đó là với những bệnh nhân mà có thai đang cho con bú thì chúng ta cũng sẽ không được sử dụng phóng xạ hoặc là một số bệnh nhân mà của chúng ta đã có di căn vào khí quản di căn não đa ổ thì nếu mà chúng ta điều trị phóng xạ thì khi đó nó sẽ cái tia tia phóng xạ nó sẽ phá hủy khối u nó có thể gây phù não hoặc là chèn ép, bít tắc lòng khí quản gây siêu hấp thì những bệnh nhân này chúng ta cũng phải cân nhắc khi mà chỉ định điều trị phóng xạ vậy thì điều điều kiện để chúng ta có thể đị, 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 chỉ định cái phóng xạ cho bệnh nhân là gì thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải uh, để cái th nó ở trạng thái kích thích thì như thế nào là th kích thích đó là cái th nó phải trên 30 mươi uh, mili đơn vị trên lít thì lúc này nó mới có thể kích thích các cái tế bào tuyến giáp của chúng ta bắt iốt thì lúc đó chúng ta điều trị phóng xạ mới có hiệu quả vậy thì để đạt được cái hát TH kích thích này thì chúng ta sẽ phải làm gì thì hiện tại là trên lâm sàng thì chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân dừng môn tuyến giáp lại thì trước kia thì chúng ta vẫn cho bệnh nhân dùng dừng hormone giáp tới cả một tháng nhưng hiện nay thì các nghiên cứu người ta thấy là sau khi mà chúng ta dừng hormone giáp 3 tuần thì 99% là bệnh nhân đã đạt được cái TH trên 30 nên là hiện nay chúng ta chỉ cần cho bệnh nhân dừng hormone trong khoảng 3 tuần là có thể đạt được cái TH này hoặc một cách thứ hai, cái cách này thì ở thế giới họ dùng khá là nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái thuốc này nó chưa sẵn có. Mà chúng ta nếu mà có một số bệnh nhân mà có thể đặt được hoặc là mua được hàng sách tay thì chúng ta có thể dùng. Đó là chúng ta tiêm cái TH tái tổ hợp. Thì chúng ta sẽ phải tiêm với liều 0,9mg một ngày và trong hai ngày liên tiếp. Và đến ngày thứ ba thì cái nồng độ TH nó sẽ lên đủ cao để chúng ta sẽ cho bệnh nhân điều trị phóng xạ. tuy nhiên cái này thì thứ nhất là không sẵn có, thứ hai là giá thành rất là cao giá bên nước ngoài thì để cho hai cái mũi tiêm này nó sẽ rơi vào khoảng uh, 180 triệu. Đấy nên là phải những bệnh nhân rất là có điều kiện thì họ mới có thể thực hiện được cái phương pháp này. Thì cái lợi điểm là bệnh nhân sẽ không phải dừng cái thuốc hóc môn. Thì bệnh nhân sẽ không phải chịu cái tình trạng suy giáp. Uh, trong một thời gian dài là tới 3 tuần thì đây là một cái phương pháp rất là tốt nếu như bệnh nhân mà có những cái nguy cơ tim mạch hoặc có bệnh lý tim mạch thì nếu mà thực hiện được cái phương pháp tiêm TSH tái tổ hợp này sẽ rất là tốt. À, tuy nhiên cái phương pháp này thì chúng ta sẽ không chỉ dùng cho những bệnh nhân mà chúng ta đã cắt tuyến giáp toàn bộ hoặc là gần toàn bộ và chưa có di căn xa. Còn nếu như mà bệnh nhân chưa được cắt tuyến giáp toàn bộ mà anh chị tiêm cái TSH tái tổ hợp này thì có thể sẽ làm kích thích cái khối u nó phát triển và di căn nên là sẽ chống chỉ định với những trường hợp như vậy. Và người ta thấy là giữa hai cái cách mà chúng ta dừng hormone hay là chúng ta tiêm tết hát thì cái hiệu quả điều trị ướp phóng xạ của chúng ta là như nhau không có cái sự khác biệt nên là mình có thể tùy vào điều kiện thực tế và điều kiện của người bệnh chúng ta có thể lựa chọn một trong hai phương pháp và cái thứ hai để mà điều trị phóng xạ thì bệnh nhân cũng sẽ phải cần một cái chế độ ăn hạn chế iốt trong khoảng 2 tuần, tức là cái tổng lượng iốt của chúng ta sẽ dưới 50 microgam một ngày. Thì cái này thì để mà đo lường được thì nó sẽ rất là khó nhưng thông thường chúng ta sẽ dặn bệnh nhân là bệnh nhân phải tránh không được dùng thuốc cản quang trong thời gian này và phải dừng các cái thuốc mà có chứa iốt như là amiron và thứ hai là chế độ ăn thì nên hạn chế những cái thức ăn mà có nhiều iốt như là rong biển hay là hải sản thì chúng ta phải dặn bệnh nhân hạn chế và một cái điều nữa cái này thì ở Việt Nam chúng ta rất là hay dùng tôi thấy là rất là hay dùng là thường thì sau khi bệnh nhân dừng là chúng ta sẽ cho xạ hình toàn thân. Xạ hình toàn thân trước khi điều trị phóng xạ. Thế nhưng mà cái quan điểm là chúng ta có nên xạ hình toàn thân hay không thì hiện tại trên thế giới người ta cũng chưa thống nhất vẫn còn tranh cãi. Tuy nhiên là hiện nay thì xu hướng là chúng ta không nên thực hiện xạ hình toàn thân trước khi điều trị phóng xạ bởi vì sao bởi vì nếu chúng ta làm như vậy thì nó sẽ có một cái hiện tượng người ta gọi là stunning effect tức là cái hiện tượng choáng là chúng ta lúc này là bệnh nhân đang chúng ta đang để cái TH rất là cao trên 30 tức là các tế bào đang sẽ kích thích các cái tế bào tuyến giáp của bệnh nhân bắt iốt rất là nhiều nên nếu như mà các anh chị bây giờ cho một cái uống một cái liều iốt phóng xạ vào để thực hiện xạ hình toàn thân thì vô hình chung là những cái tế bào ung thư còn lại ở rừng tuyến giáp nó sẽ bắt hết nó sẽ hấp thu hết cái lượng iốt này và rất nhiều bệnh nhân là khi mà xạ hình toàn thân trước điều trị phóng xạ thì không hề nhìn thấy đổ dưới căn xa bởi vì bao giờ cái tế bào ung thư mà ở dưới tuyến giáp nó cũng sẽ bắt yếu mạnh nhất và nó sẽ bắt hết cái lượng út này vì đây là một cái lượng rất là thấp chúng ta dùng để chúng ta ghi hình thôi chứ không phải dùng để điều trị và cái lượng yếu uh, uh, phóng xạ này thì nó lại không có tác dụng gì được tế bào ung thư. do đó nếu như anh chị mà cho xạ hình toàn thân trước, xong sau đó chúng ta mới lại cho bệnh nhân uống yếu phóng xạ để điều trị thì lúc này những cái tế bào ung thư của chúng ta nó lại đã bắt cái iốt phóng xạ kia rồi nó sẽ lại không bắt cái iốt mà chúng ta cần thực sự để điều trị nữa nên nó sẽ làm giảm cái hiệu quả điều trị. Đây người ta gọi là một cái hiệu ứng là stunning effect là chúng ta cũng rất là phải cân nhắc. Hiện nay thì thế giới người ta nói là chúng ta chỉ nên xạ hình toàn thân trước điều trị nếu như mà cái việc xạ hình toàn thân này sẽ giúp chúng ta quyết định chúng ta sẽ thay đổi cái chiến lược điều trị hoặc là giúp chúng ta thay đổi cái liều lượng thì chúng ta mới thực hiện và nếu như mà phải sạch toàn thân thì tốt nhất là chúng ta nên sử dụng technetium thì nó sẽ đỡ hơn và sau đó bệnh nhân uống phóng xạ nó sẽ làm đỡ đỡ hơn hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái uống phóng xạ mà nó tác dụng ngắn thời gian bắn hủy ngắn như là iốt 123 thì nó cũng sẽ giảm được cái hiệu ứng stunning effect và về cái liều iốt phóng xạ thì thông thường nó sẽ là liều 30 đến 100 mg. À, tuy nhiên người ta thấy là giữa hai cái liều này thì cho cái hiệu quả điều trị hoàn toàn như nhau nhưng mà với cái liều 100 mg thì cái tác dụng phụ nó nhiều hơn nên hiện nay là sẽ thống nhất với cái liều chuẩn là 30 mg. Còn đối với những bệnh nhân mà có di căn xa hoặc là còn lại mô tuyến giáp đại thể thì chúng ta sẽ cần cái liều cao hơn đó là 150 đến 200 mg. À, và đây là cái phác đồ bên nay thế giới người ta dùng tức là người ta sẽ cho bệnh nhân điều trị phóng xạ luôn và sau đó chúng ta sẽ xạ hình toàn thân thì chúng ta sẽ hình toàn thân sau chứ không xạ hình toàn thân trước ờ, trong vòng 2 đến 12 ngày thì có thể giúp phát hiện tới 6 đến 13 tổn thương mới và nếu như bệnh nhân mà vẫn tiếp tục còn những cái tổn thương này thì chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị phóng xạ cho đến khi nào mà không thấy tổn thương mà bắt yếu phóng xạ nữa thì cái tác dụng không mong muốn của điều trị phóng xạ À, thì như các anh chị đã đều biết đó là những cái biến chứng sớm có thể bệnh nhân sẽ bị viêm tuyến giáp viêm tuyến nước bọt uh, viêm bằng quang cấp những cái biến chứng xa lâu hơn đó là có thể như là sơ phổi ung thư bằng quang vô sinh <laughs> rồi và đây là sau khi mà bệnh nhân của chúng ta đã được phẫu thuật và được điều trị ốt phóng xạ uh, hoặc là có thể những bệnh nhân của chúng ta không cần điều trị phóng xạ thì một cái điều trị gần như là bắt buộc với tất cả bệnh nhân đó là chúng ta sẽ phải sử dụng hormone thay thế để ức chế cái th thì cái cơ chế của cái việc sử dụng hormone thay thế này đó là dựa trên cái cơ chế điều hòa ngược âm tính khi chúng ta bổ sung hormone vào thì để sẽ nâng cái FT4 lên mà từ đó nó sẽ ức chế tuyến yên giảm tiết TH và khi mà cái TH thấp như thế này thì nó cũng sẽ ức chế các cái tế bào tuyến giáp phát triển và do đó sẽ làm giảm cái nguy cơ tái phát cho bệnh nhân đây chính là cái cơ chế mà chúng ta sử dụng trên lâm sàng ừ, đây các nghiên cứu người ta thấy như anh chị thấy là ở cái đường màu đỏ tức là những bệnh nhân mà được điều trị mà ức chế được cái Tết Hát thì có cái tỷ lệ sống cao hơn hẳn so với cái đường màu xanh là những bệnh nhân mà điều trị Tết Hát nhưng mà lại không không ức chế được thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta điều trị đúng thì sẽ làm giảm được cái tỷ lệ sống cho bệnh à, sẽ làm tăng cải thiện được cái tỷ lệ sống cho bệnh nhân ừ, để để mà quyết định được cái liều lượng cái mức độ ức chế TSH là bao nhiêu thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá cái đáp ứng của bệnh nhân Bệnh nhân được coi là đáp ứng hoàn toàn Nếu như mà chúng ta hoàn toàn không thấy Được khối u trên hình ảnh như Trên sơn hồ xạ hình và trên xét nghiệm Thì là TG TG và anti-TG Đều thấp thì chúng ta gọi là đáp ứng hoàn toàn Còn nếu như mà đáp ứng không hoàn toàn Về mặt sinh hóa Tức là trên hình ảnh thì chúng ta không thấy khối u Nhưng mà trên xét nghiệm thì chúng ta lại thấy uh, TG và anti-TG cao thì đây là người ta gọi là đáp ứng không hoàn toàn về sinh hóa còn đáp ứng không hoàn toàn về cấu trúc đó là uh, trên hình ảnh chúng ta vẫn có thể thấy được khối u đó là ví dụ như trên siêu âm hoặc là trên uh, xạ hình chúng ta vẫn thấy mắt iod còn uh, cái xét nghiệm TG có thể là bất kỳ nhưng trên hình ảnh thấy thì người ta sẽ gọi là cái đáp ứng không hoàn toàn về cấu trúc và đây thì tôi cũng nói thêm một chút về cái xét nghiệm TG cũng như anti-TG thì uh, uh, cái Bình thường cái TG tính là do các cái tế bào năng giáp của chúng ta tiết ra. Và cái xét nghiệm TG này nó sẽ dùng để theo dõi về cái đánh giá với đồng điều trị. Nhưng mà chúng ta chỉ theo dõi trong ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Tức là thể nhú ở một số thể như tôi nói. Còn nếu mà ung bệnh nhân là ung thư tuyến giáp thể tủy chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ không được theo dõi bằng cái TG này. À, trên lâm thực tế thì tôi cũng đã gặp có nhiều bệnh nhân ung thư giá thể tủy nhưng mà bác sĩ vẫn cứ chỉ định cái tg thì cái điều việc đó là nó không không có ý nghĩa nếu như bệnh nhân chúng ta mà ung thư tuyến giáp thể tủy thì chúng ta phải sử dụng cái marker khác đó là sử dụng cái cancitonin còn với cái tg vắng TTG tg thì chúng ta chỉ sử dụng cho những cái ung thư tuyến giáp thể biệt hóa thôi mà thường gặp nhất đó là ung thư tuyến giáp thể nhú và khi xét nghiệm thì chúng ta luôn phải xét nghiệm tg cùng với anti tg à, thì chúng ta mới có thể đánh giá được là cái xét nghiệm như thế nào bởi vì rất là nhiều trường hợp ví dụ như là chúng ta xét nghiệm Tg thì hoàn toàn bình thường nhưng mà cái anti Tg thì rất là cao thì những cái trường hợp để chứng tỏ bệnh nhân cũng vẫn có thể có những cái u tái phát bởi vì là cái Tg của bệnh nhân đã bị cái anti Tg nó trung hòa hết nên là chúng ta không phát hiện ra nên là luôn luôn phải song hành à, khi chỉ định chúng ta luôn phải song hành chỉ định hai cái xét nghiệm này cùng với nhau à, vậy thì cái mục tiêu mà chúng ta sẽ điều trị ức chế TSH là như thế nào? thì như lúc nãy tôi đã trình bày để mà có cái mục tiêu thì chúng ta sẽ phải dựa vào việc đánh giá nguy cơ cũng như là đánh giá đáp ứng của bệnh nhân Tức là với những bệnh nhân mà chúng ta đánh giá là có nguy cơ cao thì chúng ta cần phải điều trị cái liều hormone giáp để đưa cái TSH là dưới 0,1 còn những bệnh nhân mà có nguy cơ trung bình thì TSH sẽ là 0,1 đến 0,5 còn những bệnh nhân có nguy cơ thấp thì cái TSH chúng ta chỉ cần là 0,5 đến 2 thôi thì đây là bởi vì rất là nhiều nhiều trên lâm sàng thì cứ sau khi chúng ta mổ chúng ta đi trị phóng xạ là chúng ta cho hóc môn giáp nhưng mà ừ, cho như là nhiều nhiều bác sĩ hỏi thì cũng không không biết cuối cùng là chúng ta sẽ để cái mức tết hát là bao nhiêu hay là chúng ta cứ chỉ cần cho nó về bình giác là được thì như vậy là không phải mà chúng ta mục tiêu của chúng ta là phải để cái tết hát nó bị ức chế thì nó mới giảm được cái nguy cơ tái phát cho bệnh nhân cái thuốc mà chúng ta lựa chọn trên lâm sàng thì chúng ta vẫn sử dụng đó là levothyroxine, liều thì khoảng là 1 đến 2 chúng ta sẽ tính liều theo kg cân nặng và theo tuổi cũng như cái nguy cơ tái phát của bệnh nhân, thông thường sẽ là 1 đến 2 microgam trên kg một ngày và liều trung bình thông thường khoảng 1,6 đến 1,8 microgam trên 1 kg một ngày. Và cái việc chỉnh liều thì chúng ta sẽ thực hiện sau khoảng mỗi 4 tuần. Uh, cho bệnh nhân, chúng ta sẽ xét nghiệm lại cái FT4 và TSH để trình lưu cho bệnh nhân và cái thuốc này thì chúng ta sẽ uống khi mà cách xa các bữa ăn, khi bụng rỗng và chúng ta nên uống vào buổi sáng, thông thường sẽ trước ăn sáng khoảng 30 đến 60 phút. Và một cái điều nữa là những bệnh nhân mà thường mà sau sau mổ tuyến giáp thì người ta cũng sẽ bị cả suy cận giáp sẽ phải uống cùng canxi thì chúng ta không nên sử dụng với hormone giáp thì chúng ta sẽ phải nếu như các bạn phải sử dụng canxi hoặc những cái một số chế phẩm chứa sắt thì chúng ta sẽ phải uống cách xa cái hormone giáp ít nhất là 4 tiếng để thấy rất là nhiều bệnh nhân thì vẫn cứ uống cùng nhau thì cái đấy nó sẽ làm giảm cái tác dụng của hormone giáp <laughs> à, vậy thì khi mà chúng ta điều trị để ức chế TSH như vậy vô hình chung là chúng ta đưa bệnh nhân về một cái tình trạng là cường giáp dưới lâm sàng và chính cái tình trạng này cũng đưa đem lại rất là nhiều nguy cơ cho bệnh nhân đó là đặc biệt là những người lớn tuổi đó là nguy cơ dung nhĩ cũng như là nguy cơ loãng xương thì người ta thấy là cái đây là một cái nghiên cứu nếu mà cái TH mà chúng ta đưa về dưới 0,1 thì nó làm tăng cái nguy cơ dung nhĩ gấp 3 lần so với những bệnh nhân mà có TH trên 0,5 à, cũng như cái nguy cơ loãng xương gãy xương và những cái biến cố tim mạch nó cũng sẽ tăng lên do đó là uh, hiện tại là mặc dù là lý thuyết là chúng ta phải ức chế th đến mục đích như vậy thì tuy nhiên là cái mục tiêu mà ức chế th dài hạn thì chúng ta sẽ hoàn toàn phải cá thể hóa tùy từng bệnh nhân cân bằng giữa cái lợi ích và nguy cơ nếu như những bệnh nhân của chúng ta mà có nguy cơ tim mạch cao cũng như là nguy cơ loãng xương gãy xương thì chúng ta cũng sẽ phải có thể chúng ta sẽ phải để một cái mức th thấp hơn chứ không nhất thiết là của bác nguy cơ cao là bắt buộc của bác là tôi cứ phải tăng liều lên để cho bác về cái TH dưới 0 một thì cái này là hoàn toàn về cá thể hóa và chúng ta phải cân bằng được lợi ích và nguy cơ của người bệnh vâng à, vậy thì tóm lại như anh chị đều biết đó là cái hiện tại ung thư tuyến giáp thì biệt hóa chúng ta thì với phân loại tiên em theo AGC 8 thì đã được cải tiến theo hướng giảm nhẹ hơn và đứng trước bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì chúng ta luôn luôn cần phải phân tầng và đánh giá nguy cơ động để có thể chỉ định điều trị tốt nhất cho bệnh nhân và điều trị hiện nay chúng ta vẫn là kết hợp của nhiều phương pháp đó là phẫu thuật, điều trị phóng xạ và điều trị hormone ức chế TSH để giảm nguy cơ tái phát và tử vong. Điều trị phóng xạ hiện nay thì chúng ta sẽ chỉ định cho những bệnh nhân mà có nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và cân nhắc ở một số nguy cơ thấp chứ không phải tất cả bệnh nhân cứ ung thư tuyến giáp sau khi mổ là chúng ta sẽ điều trị phóng xạ và một cái thứ ba rất là quan trọng đó là chúng ta điều trị ức chế TSH bằng cái levothyroxine để giảm cái nguy cơ phát bệnh nhân. Tuy nhiên việc điều trị này chúng ta cần phải được hoàn toàn là cá nhân hóa và chúng ta sẽ phải cân bằng giữa lợi nguy cơ bệnh nhân. Ông ừ, bài trình bày của chúng của tôi hôm nay đến đây là hết ạ. xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý đồng nghiệp ạ.